Tốt. Nào, bây giờ chúng ta tiếp tục cái ứng dụng số 6. Ứng dụng 6. À, cân bằng phần đứng của xác thử. Trước hết là thầy dạy cân bằng những cái phương trình cơ bản trước. Đấy. Ví dụ là Fe3O4 cộng với HNO3 thành FeNO3 tất cả 3 lần cộng với N2O cộng H2O. Đấy, đây là gọi là những phương trình cơ bản. Đấy. Thầy dạy từng bước một nha. Hôm trước là thầy dạy cũng dạy rồi đấy, nhưng mà vì là buổi cuối giờ nên là nó chưa được kỹ lắm, hôm nay thầy dạy lại từ đầu kỹ hơn. Bước 1 là các em xác định số oxy hóa của những nguyên tố thay đổi. Đấy, bây giờ thầy mời xung phong nhá, ai tính thầy số oxy hóa của các nguyên tố thay đổi? Mời Nam nào. Rồi, bạn khác nè. Hôm trước em chưa học, em chưa thành thạo trên bình thường. À, mời Ngọc Anh nè. À, cộng 8 phần 3. Tiếp. À, cộng 5, tốt. À, cộng 3, rất tốt. À, cộng 1, rất chuẩn. Đấy. Rồi, thế bây giờ thầy giải thích lại một chút nha. Thế Nam đã có hiểu vì sao có những số oxy hóa này không? Bây giờ thầy hướng dẫn này. Đối với số oxy hóa của kim loại nhá, thì thầy dạy luôn là hóa số oxy hóa kim loại trong hợp chất thì luôn là số dương. Luôn là dương và bằng hóa trị. Ví dụ Nam thầy biết là hóa trị của sắt đây là mấy? Nam nào, hóa trị sắt đây là mấy? Ờ, thì vậy số oxy hóa là cộng 3 luôn, không phải nghĩ. Để tiếp tục, hôm trước thầy đã dạy một cái tuyệt chiêu tính nhanh ấy, là cứ ở đâu có nhóm NO3 thì số oxy hóa của nitơ là cộng 5. Cứ ở đâu có NO3 thì nitơ là cộng 5, không phải nghĩ. Ở nhà em có mạng internet đúng không? Thầy sẽ gửi cho cái đường link để học lại buổi trước. Rồi, thế còn tại sao đây là nitơ là dương 1? Đang cho giải thích thầy xem nào. Oxy là trừ 2. Sau đó nó làm gì nữa? Oxy là trừ 2. Thì suy ra là cả cái chỗ này phải bằng cộng 2. Thì để nó bằng 0 mà. Tổng bằng 0 thì đây âm 2. Thì đây phải là cộng 2 thì bằng 0. Nhưng mà tính cho 1 liter thôi. Đây là 2 liter mới ra dương 2. Thì 1 liter phải là dương 2 chia 2 ra gì? Em đã hiểu cái này chưa? Thế còn ở đây ra 8 dương 8/3, em hiểu vì sao chưa? Giải thích thầy xem nào. Oxy là trừ 2 nhân với lại 4. Trừ 2 nhân 4 là trừ 8. Trừ 8 thì cả ba cái sắt này phải là dương 8. Dương 8 nhưng mà mình tính cho một sắt nên là mình phải chia 3 này gì? Dương 8/3. Được chưa? Thế chỗ này Diệp hiểu chưa? Sau khi tính xong rồi thì các em viết cho thầy sơ đồ cho nhận E là ở đây là Fe dương 8/3 này. Đấy. Ở đây có 3 đặt 3 cho thầy. Đấy, đây có 3 đặt 3 xuống cho thầy. Người ta gọi là B nguyên chỉ số nhá. B nguyên chỉ số từ 3 đây bên đây là 3. Thế còn bên này là Fe cộng 3. Thì đây là mấy đây các em? Là 1 thì B nguyên đây là 1, đấy không phải viết. Sau đó thì chúng ta cân bằng nguyên tố này. Ở đây có 3 mà ở đây mới có 1. Thì các em sẽ phải làm nào cho đủ số nguyên tử sắt. À, nhân 3 vào đây. Đấy. Nhân 3 vào đây. Bây giờ chúng ta phải tính cho thầy số atom trao đổi. À, tính như sau. Là 8/3 mà nhân với 3 ra gì? À, 8 đúng rồi. 8/3 nhân 3 ra 8. Đấy.
3 nhân 3 được gì? À, được 9. Được 9. Đây là cộng 8 cộng 9. Bây giờ em thử nghĩ xem là từ cộng 8 mà ra cộng 9 thì nó phải là cho hay bớt, cho hay là nhận e? À, cho e, cho mấy e? Là cho một e. Nếu mà các em nghĩ như thế rất là lâu các em ạ, không phải nghĩ, các em chỉ lấy 8 mà trừ đi gì? Đúng rồi, lấy 8 mà trừ 9 là được, trừ 1, trừ 1 thì lẽ ra là ta viết đây là trừ 1 e. Đấy, thế nhưng mà theo cái cách quy ước, theo cách quy ước ở trong sách giáo khoa thì người ta sẽ chuyển gì? Chuyển vế đổi dấu sang bên này, đang là trừ 1 e thì viết thành gì? À, cộng 1 e, đấy, vậy ta bỏ đi, ta viết đây thôi, thầy viết ra là chuyển vế đổi dấu rồi các em hiểu rồi. Đấy. Vậy tóm lại là các em cứ lấy cái đầu trừ cái cuối ra số âm thì chuyển vế đổi dấu sang bên này. Thế còn ra số dương thì sao nhỉ? Thì để nguyên. Ok, nitơ từ dương 5. Sau phản ứng là nitơ bao nhiêu đây? À, nitơ cộng 1. Sau đó thì các em đặt này, đây là mấy đây? 2. Ở đây có 2 thì đây phải thêm mấy? À, thêm 2. Sau đó thì các em nhân vòng. Các em hiểu nhân vòng như thế nào không? Các em nhân vòng tròn như thế này, ba thằng này. Đấy. Vân nhân vòng tròn. Đấy, nhân vòng tròn. Nghĩa là nếu ở đây có nhá thì đây là 1 này, nhân 5 nhân 2 là mấy? Đây là không có gì, nghĩa là 1. 1 nhân 5 nhân 2 là mấy? 10. Đây cộng 10. Đây nhân vòng tròn này, nhân vòng tròn, em tưởng tượng nhân vòng tròn, nghĩa là thằng này nhân thằng này nhân thằng này. 2 nhân 1 nhân với 1 thì là mấy? 2 nhân 1 nhân 1 thì là cộng 2. Đấy, hiểu chưa? Sau đó em lấy 10 mà trừ đi 2 này còn gì? Là 8, là cộng 8 hay trừ 8? À, cộng 8 thì các em để nguyên cộng 8 e bên này. Đấy, không cần chuyển các em ạ. Nếu mà lấy đầu trừ cuối mà ra âm thì ta chuyển. Lấy đầu trừ cuối mà ra dương thì để nguyên. Sau đó thì các em mới nhân hệ số vào. Ta phải nhân với A và nhân với B. Nhân A vào đây, nhân B vào đây để làm gì? Để một mục đích là A nhân với 1 phải bằng gì? B nhân 8. Thế các em có hiểu vì sao ta phải nhân A vào đây với 1 và B với 8 để làm gì không? Có ai biết giơ tay? Tại sao phải nhân với A? Tại sao phải nhân B để làm gì? Để cho A nhân 1 bằng B nhân 8. Tại sao phải A nhân 1 bằng B nhân 8? Các em thấy vẫn làm như thế đúng không? Nhưng mà các em hiểu vì sao phải làm thế không? Thế con biết là ở trên là cho nhận e, ở cho e, ở dưới là gì? Ở nhận e. Mà các em biết rồi, tất cả vật chất là được bảo toàn em ạ. Vật chất không tự sinh ra, không tự mất đi, nó chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác, chất này sang thành chất khác. Đấy gọi định luật bảo toàn vật chất nói chung. Vật chất thì có thể có nhiều dạng, ví dụ dạng dạng năng lượng, dạng nguyên tử, dạng phân tử. Đấy, bảo toàn năng lượng các em học rồi đúng không? Thì bây giờ bảo toàn ấy trông. Ê trông cũng không tự sinh ra, cũng không tự mất đi, nó chỉ chuyển hóa từ từ chất này sang chất khác. Fe3O4 là chất gì nhỉ? Cho e. Thế còn H2O3 là chất gì? Nhận e. Vậy thì e nó được chuyển từ Fe3O4 sang HNO3. Tức là Fe3O4 đấy đã truyền e cho HNO3, hay là HNO3 đã lấy e của Fe3O4. Vậy thì Fe3O4 cho bao nhiêu e thì HNO3 cũng phải nhận bấy nhiêu. Đấy, thế đây là cho. Mà em nhìn đây là cho mấy một thôi. Đây nhận 8 vậy đã đủ chưa? Chưa đủ, vậy ta phải làm gì? Phải nhân cái con số A vào và nhân con số B vào để làm sao cho A nhân 1 phải bằng B nhân 8. A nhân 1 bằng B nhân 8 có nghĩa là A nhân 1 có nghĩa là số E nó cho. B nhân 8 là gì nhỉ? Số E nó nhận. Vậy cho phải bằng gì? Phải bằng nhận. Vậy các em hiểu vì sao phải nhân đây với A nhân đây B chưa? Các em cứ làm mà các em không hiểu. Bây giờ hiểu chưa? Nhân vào để làm gì? Để đảm bảo cho cái việc là ấy trông bao nhiêu cho phải bằng bấy nhiêu nhận. Vậy thì ta sẽ tìm ra con A bằng bao nhiêu và B bằng bao nhiêu. Ờ đúng rồi, cách tốt nhất là các em chiếu chéo 1, các em chiếu đây. Đấy, vậy B ta bằng 1. 8 chiếu lên đây là 8. Người ta gọi là chiếu chéo. Vậy các em hiểu chưa? Vậy A chính là 8, B chính là 1. Vậy các em lấy 8 nhân 1 có đúng là 1 nhân 8 không? Vậy thì ta đã đủ số mol, đã đủ số e cho vào số bên nhận, e nhận chưa? Đấy, đấy là mục đích của chúng ta. Thế sau khi có cái hệ số này, người ta gọi là hệ số chính em ạ.
8 và 1 người ta gọi là hệ số chính. Hệ số chính là gì? Chính là cái con số mà chúng ta đặt vào các cái phương trình này. Đấy, mà nó là cái lõi. Thế còn những cái ăn theo thì gọi là hệ số phụ. Ví dụ nhá, 8 mà nhân với đây là mấy đây? Đúng rồi, không biết gì là 1, vậy được mấy? Được 8, vậy 8 viết vào đây. Tiếp này. 8, à 1 nhân với 2. Bạn nào viết 1 nhân 2 thêm 2 vào đây là sai ngay. Tại sao là sai? Bởi vì ở đây sẵn mấy liter rồi. Đây có 3 sẵn rồi, đây có 2 sẵn rồi. Vậy thì ít nhất là 5 liter rồi. Vậy thêm 2 đây làm sao nhỉ? Là sai ngay. Vậy kinh nghiệm là gì? Kinh nghiệm là với cái liter dương 5 này này, tức là H nó 3 này, chúng ta không bao giờ cho vào ngay. Tức là riêng với axit thì đừng bao giờ cho vào ngay. Đấy. Chúng ta phải cho vào gì? Vào cái sản phẩm bên phải trước. HNO3 chính xác nó là hệ số phụ. Nó là cái ăn theo em ạ. Nên không điền vào đây nhá. Đừng bao giờ, thầy nói trước ấy, kinh nghiệm. Đấy, kinh nghiệm. Hệ số axit điền sau cùng. Hệ số axit cân bằng sau. Đấy, đây nó là chính là hệ số phụ thôi. Cái chính này 1 nhân với 1 thì được mấy? 1 thêm 1 vào đây. Sau đó đây là cái 1 này. Thực ra cái số 1 này em không viết cũng được. Viết ra thì nó hơi bị dài dòng nên là không cần viết. Đấy, vậy thì em đã xong nhá. Cái này là số chính này. Đây là số chính này. Đây hai cái này gọi là số chính. Đã xong. Em hiểu vấn đề chưa? Hai hệ số chính đã xong. Bây giờ các em mới đếm hệ số phụ thôi. Phụ này. 8 x 3 là gì? 24. Đây là 24. Đấy, 24 là hệ số phụ. Tiếp theo là các em 24 x 3 là gì? 72, mà đây có sẵn là bao nhiêu? Cộng vào 74. Đấy. Được chưa? 74. 74 mà các em đây, 74 H này mà các em chia cho 2 thì sẽ ra bao nhiêu? À, ra 37. Thế bây giờ các em kiểm tra thầy oxy hay vế. Lấy 8 x 4 này cộng với 74 x 3. À, so sánh 24 nhân 3 xong nhân 3 tiếp cộng 1 cộng 37 nhân 1. Nếu mà số oxy bằng nhau thì nghĩa là cân bằng đúng. Chẩn chưa? Ừ. Đấy. Tương tự như vậy, bây giờ các em sẽ làm câu tiếp theo. Fe bao 4 cộng với HNO3 thành FeNO3 tất cả 3 lần cộng với N2 cộng với H2O. Đấy. Thầy cũng sẽ hướng dẫn cơ bản trước. Mà các em sẽ biết là như nào rồi đấy. Sau đó thì các em sẽ được học siêu tốc. Đây là thầy dạy cơ bản thế đã. Siêu tốc hôm trước các em tính giờ đấy. Chỉ có mấy giây thôi. 5-7 giây là xong. Dần dần các em sẽ đạt tới trình độ đấy. Tạm thời học cơ bản đã. Nào ai xung phong làm nào. Nhớ đấy, bước 1 là tính số oxy hóa của nguyên tố thay đổi. Thứ hai là viết sơ đồ cho nhận E. Bước thứ ba là từ sơ đồ cho nhận E, các em tìm ra hệ số chính. Sau khi có hệ số chính rồi, các em tìm hệ số phụ. Sau khi có hệ số phụ rồi, bước cuối cùng là các em cân bằng oxy. Đấy, từng bước một như thế. Nào, ai xung phong nào? Xung phong thì gọi nhá. Mày Diệp thử xem nào. Các em, bây giờ các em nhớ luôn thầy nhá. Cứ ở đâu có Fe 3,4 là 8/3 luôn. Đấy, nhớ chưa? N cộng 5. Sắt ở đây à, cộng 3 nitơ ở đây à, không đúng rồi. Sau này viết ra Fe cộng 8/3 thành cái gì nào? Fe cộng 3 ở đây là mấy nhỉ? 3 ở đây là mấy? 3. Ok, tiếp theo là mấy E trao đổi? Tám phần ba nhân 3 là 8 này, 33 là 9 này, xong lấy 8 nhân 9 là ra gì? À, vậy thì viết ở đây là gì?
cộng 1 e, rất tốt. Tốt. Nitơ là bao nhiêu? Cộng 5, nitơ là bao nhiêu? 0, đây là mấy? 2, đúng rồi. Ở đây là mấy? 2, 2 nhân 5 là 10, 0 nhân 0, à 0 nhân 2 là 0, 10 trừ 0 thì được gì? Được 10, vậy đây là mấy? 10 e, xong rồi chiếu chéo. Lên đây là mấy? Xuống đây. Đúng rồi, 1 chiếu đây là 1, rất tốt. 10 đến đây này, 1 chiếu đây này. Bây giờ em nhân vào 10. Ok. 1 1 n 2 đúng không? Bây giờ mình nhân vào 10 nhân 3. 30, 30 nhân 3 là 90 cộng 2 là 92. 92 chia cho 2. À, 46, xong bây giờ kiểm tra oxy. À, kiểm tra oxy nếu đúng là được. Thấy chưa? Bây giờ đến ví dụ tiếp theo, Fe 3O4 cộng với HNO3 thành FeNO3 tất cả 3 lần cộng với NH4 NO3 cộng với HCO. Nào, A trung phong nào. Cách làm y hệt như thế thôi. Hằng nha, sắt nhớ luôn, cứ ở đầu ve 3 4 thì tẹt luôn là gì, 8/3, không phải tính nữa cho nó nhanh. Nitơ ở đây cộng 5, sắt ở đây cộng 3, nitơ ở đây, đúng rồi, hôm trước thì dạy cứ ở đâu có n 4 thì nitơ là gì, là -3, cũng không phải tính. À, đây là dương 5, đây dương 5 không thay đổi, không quan tâm đấy. Thế sau đó Fe 8/3 thành Fe cộng 3. Tiếp, đây là mấy? Là thêm 3, đây thêm mấy? Số E cho đổi cộng 1 E, rất tốt. Nitơ từ dương 5 thành Nitơ trừ 3, số E cho đổi 5 mà trừ đi âm 3, thế là 5 cộng 3 là gì? Cộng 8 E, xong rồi chéo 8 là 1, 8 nhân với 1 là 8, 1 nhân với 1 1 luôn. Thế xong rồi đến sắt 24, rồi 24 nhân 3 72, 72 mà cộng với 2 nitơ ở đây là 74. Xong làm gì nữa, ra bao nhiêu? 37. Bây giờ kiểm tra oxy cho thầy xem đúng không. Kiểm tra oxy thử xem. Thứ thử tính xem, thử tính xem cái này bao nhiêu oxy, bên bên này bao nhiêu oxy? 254. Bên này bao nhiêu oxy? 256. Thế có đúng không? Không đúng. Cái biết vì sao không đúng không? Bởi vì là các em chưa để ý cái hydro ở đây. Ở đây là có 74 hydro. Nhưng đây có sẵn bao nhiêu hydro rồi? 4 hydro rồi. Vì vậy mà các em phải lấy 74 các em trừ đi 4 rồi còn bao nhiêu? 70, 70 chia 2 thì được gì? 35. Vậy cái này sai. Đấy. Thầy chỉ thầy để các em sai để các em rút ra kinh nghiệm em ạ. Thầy bảo lúc học sai là tốt mà. Vậy thì kinh nghiệm là gì? Kinh nghiệm là khi các em cân bằng, các em phải nhìn tất cả xem chỗ nào có sẵn rồi thì mình bớt đi, đừng bao giờ cứ lấy máy móc chia cho lấy hydro dây chia đôi là ra là sai, phải nhìn hết. Người ta gọi là nhìn tổng quát hay là bao quát.
đừng có là bao giờ làm theo kiểu máy móc. Mà tốt nhất là cứ làm xong thì kiểm tra lại thầy oxy. Khi mà các em chưa đạt đến trình độ siêu đẳng thì các em phải kiểm tra cẩn thận. Khi nào các em siêu đẳng rồi thì các em biết là không bao giờ sai. Tốt. Ví dụ tiếp. Fe cộng với lại HNO3 ra Fe NO3 tất cả 3 lần. Cộng với lại NO cộng với lại H2O. Bây giờ 254 oxy hai vế cả chưa? Nào ai xung phong không? À mời Nam nào. Tốt. Cộng 5. Rồi cộng 3. Rồi, tốt lắm. Không này, thành cái gì nào? Số e cho đổi nào. Cộng 3 e, tốt lắm. Liter từ cộng 5 thành cộng 2. Số e cho đổi. Cộng 3 e, rất tốt. Xong rồi làm gì nữa? Chéo đây là mấy? 3, ở dưới là mấy? Để làm này là sẽ hỏng. Thế sao hỏng không? Phải tối giản. Đấy, 3 với 3 mình tối giản trước đi. Đấy, tối giản nó còn mấy mấy nhỉ? 1, 1 đúng không? Phải tối giản trước khi chiếu. Nhớ nhá, kinh nghiệm. Đấy, kinh nghiệm tiếp theo. Là phải tối giản trước khi chiếu. Đấy, trước khi chiếu. Rồi, vậy đây là còn 33 các em tối giản trong đầu cho nhanh. Vậy thì còn mấy mấy? 33 tối giản 11, vậy đây là mấy? 1 đây là mấy? 1. Sau đó thì 1 nhân vào được 1 để nguyên. Đấy. Vậy thì 1 nhân vào 1 để nguyên. Đây là 1 thì đây cũng là 1. Cộng đi tơ vào, đây là mấy? 3 cộng 1 là mấy? 4. 4 vậy thì mấy vào đây? Đây nhá, 3 niter này, 1 niter là 4 này. Vậy đem thêm mấy vào đây để đủ niter? 4. Xong mình nhìn lướt qua đây mình thấy cái hydro không? Không có đúng không? Vậy 4H chia cho 2 là luôn là mấy? 2. Bây giờ kiểm tra oxy. Thế này nó rất là ngắn, kiểm nhẩm cho nhanh. 4, 3, 12. 3, 1, 10, 2, 12. Đấy, hiểu chưa? Đấy. Đây, câu hỏi đơn giản. Câu hỏi đơn giản nhưng mà vì nó có cái rút gọn đấy nên là các em phải chú ý, cứ chiếu luôn là lại hỏng, phải rút gọn trước. Bây giờ là lúc mà thầy sẽ dạy các em làm siêu tốc. Siêu tốc đây thầy ví dụ này, Fe3O4 cộng với HNO3 tạo thành FeNO3 tất cả 3 lần cộng với N2O cộng H2O. Đấy. Các em muốn làm siêu tốc thì các em phải bỏ qua rất nhiều bước, bỏ qua bước tính số oxy hóa, bỏ qua cái sơ đồ đây, số oxy hóa trên đầu bỏ qua hết, số oxy hóa trên đầu bỏ qua hết, bỏ qua cả sơ đồ này. Thế các em đã hiểu vì sao mà chúng ta phải học cân bằng siêu tốc không? Sao không cứ làm bình thường này mà phải siêu tốc? À, bởi vì là các em biết thi trắc nghiệm nào rồi đấy. Thi trắc nghiệm là các em tính bằng giây. Phải tiết kiệm từng giây một. Thế mà trong một bài tập trắc nghiệm nó có rất là nhiều nội dung. Trong đó cái nội dung cân bằng phản ứng này là một nội dung nhỏ. Thế mà các em cân bằng nó hết bốn thời gian thì đâu là thời gian để tính toán các thứ nữa. Đúng không? Vậy đòi hỏi tích tắc các em phải làm xong những cái phương trình như thế này. Đấy, thì sau đó thì các em mới còn thời gian để các em trả lời câu hỏi khác. Ví dụ như là, nó bảo cho phương trình sau, thì tổng hệ số tối giản, sau khi tối giản, tổng hệ số là bao nhiêu? A là 15, B là 18, C là bao nhiêu chẳng hạn.
đúng không? Sau đó thì các em phải cân bằng xong thì các em mới cộng được. Hoặc là cho một bài tập tính toán là cho A mol chất này cộng B mol chất kia sau ra sản phẩm gì, yêu cầu hay tính sản phẩm sau phản ứng chẳng hạn. Thế mà các em cân bằng là hết thời gian rồi đâu mà tính nữa. Vậy có nghĩa là các em phải, cái bước cân bằng là cái bước rất là phụ thôi, rất nhỏ thôi. Phải làm trong thời gian cực kỳ nhanh thì mới đảm bảo được. Vậy thì các em phải học cân bằng siêu tốc là vì thế. Làm như thế nào? Các em nhẩm luôn cho thầy. Cứ ở đâu có F, E, 3, 4 thì là mấy E trao đổi. Không phải nghĩ, phải thuộc luôn. Đấy, mấy E trao đổi đây? 1, đúng không? Cứ đâu có F, E, 3, 4 thì bao nhiêu trao đổi? Không phải nghĩ nhá. Không cần phải tính nữa. Tính là cho các em hiểu thôi. Các em hiểu là F, E từ dương 8 phần 3 thành F, E dương 3, xong rồi 3 bên này, 3 bên kia nhân vào 8 trừ đi 1 là 9. À, 8 trừ đi 9 còn 1 E. Đấy là hiểu thôi. Nhưng mà đã làm quen rồi thì nhớ luôn, cứ ở đâu có F, E, 3, 4 là mấy E trao đổi. Nhớ luôn là 1. À, viết cái số 1 ở trên đầu. Thực ra cái này không phải viết ra, nó ở trong đầu các em thôi. Nhưng mà thầy viết ra để cho các em nhìn nó rõ. Rồi. Thế còn cái N2 này thì các em nhẩm nhanh. Ở đây là bao nhiêu? Ở đây là bao nhiêu? Mấy E trao đổi? 5 trừ 1 thì ra mấy? 4, nhưng mà có cái 2 ở dưới, phải nhớ nhân ở dưới. À, 8. Nhớ nhá. Nhớ là trừ trực tiếp hai con số này ra bao nhiêu nhân chỉ số ở dưới. Mấy trao đổi? 8. Bây giờ các em không quan tâm dấu nữa, không quan tâm là mấy E nhận mấy E nhường nữa, chỉ quan tâm con số thôi thì mới siêu tốc được. Sau đó thì chéo, các em nhìn ra 1 với 8 rút gọn được chưa? Rút gọn xong hết rồi đúng không? Tối giản rồi, phải chiếu luôn. Vậy đây là mấy? 8. Đây là mấy? 1. Xong ngày 8 nhân 3 24, 24 cộng nhân 3 là 72, 72 cộng 2 74, 74 chia cho 2 37. Đấy, các em thấy không cần phải viết bất cứ số siêu hóa nào ra, cũng không cần phải viết cái sơ đồ này nữa. Đấy, thế thì mới đảm bảo được trong vòng 7-8 giây là xong. Đấy, những phương trình đơn giản này thì yêu cầu là dưới 10 giây là đạt yêu cầu. Đấy. Tiếp tục thầy ví dụ thứ hai. Fe 34 cộng với HNO3 thành FeNO3 tất cả 3 lần cộng với N2 cộng với HCO. Bây giờ thầy sẽ làm mẫu để biết là trong thực tế các em làm như thế nào. Đấy, trong thực tế các em làm như thế. Không cần viết cả con số nhân đầu nữa, viết trên đầu cũng vẫn là chậm rồi. Đấy. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn tại sao làm được như thế. Cái này mấy trao đổi? 1. Cái này mấy trao đổi? 5, 0 là 5E nhân 2 là 10. Vậy thằng này là 1, thằng này là 10. Vậy 10 chiếu ông đây. 1 chiếu ông đây. Đây là 10 nhân 3 là 30. Vậy thêm 30 vào đây. Sau 30 nhân 3 là gì? 90 cộng 2. 92. 92 chia 2. Đấy, hiểu chưa? Đấy. Tiếp theo. Fe 34 cộng với HNO3 thành FeNO3 tất cả 3 lần cộng NH4 NO3 cộng HCO. Cũng cân bằng siêu tốc. Rồi bây giờ ai trong phòng làm siêu tốc nè. Ngọc Anh nè. Cái này mấy trao đổi? Cái này mấy trao đổi? Ừ, đúng rồi, dương 5, âm 3, 8 E đúng không? Vậy chéo đây là mấy? 8. Xong nhân luôn. 24. 24 nhân 3. Cộng với 2. 74. Nhưng mà có 4 H sẵn rồi. 70. Chia cho 2. Đấy. Thế bắt đầu vỡ bạc ra chưa? Bây giờ các em tự làm đi. Các em tự làm lại cho thầy siêu tốc, làm bằng phương pháp siêu tốc 3 con này. Tự làm đi xong so sánh kết quả xem có đúng không? Kết quả của thầy không? Để chép đề sau đó tự làm.
Xong chưa? Xong rồi thì bây giờ thầy sẽ cho bài tập để các em luyện cho nó thành thạo. Luyện thành thạo với sơ đồ theo bài tập sau. Bài tập là Fe cộng với Fe này, FeO, Fe2, Fe3O4, FeOH tất cả 3 lần, FeOH tất cả 2 lần. Đấy, cho cộng với HNO3 thành FeNO3 tất cả 3 lần cộng với NO2, NO, N2O, N2, NH4NO3 cộng với nước. Nhớ là các em cân bằng siêu tốc. Thế nhưng mà sau đó thì các em nhớ kiểm tra oxy nhé, vì các em mới làm chưa thành thạo. Đấy, nên là phải cố gắng kiểm tra oxy để biết nào đúng nào sai. Các em ghi cho thầy cái sơ đồ rồi đã, sau đó thì thầy sẽ giải thích. Thầy sẽ thích nha. Đầu tiên là các em cho Fe kết hợp với HNO3 thành FNO3 3 lần cộng NO2 cộng HNO một phương trình nè. À, xong đến Fe cộng HNO3 thành FNO3 3 lần cộng NO cộng HNO là phương trình nữa này. Sau đó là Fe cộng HNO3 thành FNO3 3 lần cộng N2O cộng HNO phương trình nữa này. Cái này cộng cái này cộng cái này thành cái này phương trình nữa này. Cái này cái này cái này cái ra này cộng nước thành phương trình nữa này. Có nghĩa là với mỗi một Fe là có mấy phương trình? 5 phương trình. Vậy thì cái này cũng ra 5 phương trình, cái này 5 phương trình, 5 phương trình. Vậy tổng cộng đây có bao nhiêu phương trình? 20 phương trình. Các em hiểu cách làm chưa? Đấy, các em luyện đi. Ở trước khi các em luyện, thầy sẽ dạy các em siêu tốc hơn nữa. Kinh nghiệm này thì các em biết là Fe bao 4 thì bao nhiêu e trao đổi rồi? 1 e trao đổi, đúng rồi. 1 e trao đổi. Rồi NO2 thì bao nhiêu trao đổi? Nhìn cái này thì nhớ ngay bao nhiêu trao đổi. NO2 thì xuất phát từ nitơ dương 5, sang đây là nitơ bao nhiêu lúc này? Dương 4 phải mấy trao đổi? 1. Vậy cứ ở đâu có NO2 thì 1 e trao đổi nha. Đấy. Tiếp theo NO là bao nhiêu trao đổi? Xuất phát là dương 5, cái gốc của dương 5 em ạ. Đây là dương 2 phải mấy trao đổi? 3. Đấy. 3 e trao đổi. N2O xuất phát từ dương 5, đây là dương mấy? Dương 1. Mấy e trao đổi? Đúng rồi, phải nhân 2. 5 trừ 1 còn 4 nhân 2 là 8 e trao đổi. Đấy, 8, đây là 3, 1 e. Tiếp N2 mấy e trao đổi? 10. NH4 NO3 mấy e trao đổi? 8. Vậy trước khi các em làm cái này, các em học thuộc cái này đã. Vừa nhẩm, vừa hiểu, vừa thuộc cho nhanh. Chứ còn các em nhẩm thì bắt đầu cũng là lâu rồi. Đấy. Học thuộc trước khi làm. Bao giờ thuộc sau đó thầy kiểm tra mới làm nhá. Không ai làm ngay đâu. Học thuộc trước. Bạn nào sai thì trừ điểm. Học thuộc trước.
Vậy có những bạn nào có điểm giơ tay nào? Ngọc Anh có một điểm đúng không? Rồi. Ai nữa? Nam. Rồi. Hết chưa? Bây giờ thầy kiểm tra nhá. À, Diệp, Diệp lúc đấy thầy gọi mà không xung phong đâu, có điểm. À, bây giờ thầy kiểm tra nhá. Thầy thuộc cái này cho nhanh, bởi vì sau này các em còn dùng rất là nhiều, các em ạ, các em phải thuộc ngay. Thầy bảo cái gì các em cố gắng làm đúng như thế. Mời Ngọc Anh trước nhá. F34. Cái này 1, cái này 3, cái này. Đúng rồi, cái này. Rồi cái này. Rồi mời Hằng nha, cái này. Cái này. Cái này. Cái này. Cái này. Cái này. Đúng rồi, đến Nam nha. Cái này. Tốt, 1 cái này. Tốt, cái này. 3 tốt cái này. 8 tốt cái này. 10 tốt cái này. Ok, đây là Diệp nha. Cái này. Rồi cái này. Cái này. Rồi cái này. Rồi cái này. Rồi cái này. Ok, thế còn cái này thì các em tự tính. FEO thì tự tính. FEO thì từ dương 2 đến dương 3 là 1 E. FE3, O4 thì biết rồi. FEO, H2 lần thì cũng thế. Cái này 1 E thôi. Ok, thế bây giờ các em làm đi. Đấy. Đây là có 20 con. 20 con thầy cho trong vòng 15 phút. Đấy. Dưới 15 phút thì được cộng điểm. Mỗi một con đều có một điểm. Là thay cái phiếu nhé. Đây. Đi thay phiếu. Nam nhé. Em ghi nội dung là số oxy hóa nhé.
Thầy xem nào. Cái này em đã kiểm tra oxy chưa? Em biết sai đúng không? Bởi vì em lấy 30 em mới trừ 4, không đúng. Có 3 ngày trước em không nhân vào à? Chuẩn chưa? Tại sao thêm 4 vào đây em? Cái này mới cho đổi. Cái FeO mới cho đổi. Chọn 2, cái này dương 2. Dương 2, dương 3. Thì me cho đổi. 1, đây là 1 đúng không? Me cho đổi. NO2 thầy vừa dạy thôi, cứ ở đâu NO2 bao nhiêu đổi. 1 đúng không? Cái này nhầm, dương 2, dương 3 là 1 e cho đổi. Thằng này là NO2 mình nhớ luôn 1 e cho đổi rồi đúng không? Vậy chéo đây là 1. Chéo đây 1, bỏ 4 đi. Đấy, sau là cộng nitơ thôi. Đây là 1, đây là 3 là mấy? Đây có 3, đây có 1 là mấy? Vậy H đây là mấy? Cái gì? Cái FE đây mới cho đổi em. FE mới cho đổi. Cái này mới cho đổi. Thế em biết từ FE đây bao nhiêu cho đổi không? Từ 0 lên 3 là 7 cho đổi đúng không? Cái này em chưa nhớ, lúc em học thuộc rồi mà. Nếu không nhớ thì nhẩm. Nếu không nhớ thì nhẩm dương 5 đấy, thành dương 1 là 4 nhân 2 là 8 đúng không? Chéo đi. Chéo đi, 8 đây, chéo đây là thành 8 này. Đấy, 3 chéo xuống đây. Rồi xong rồi tính sắt đây. Rồi. Đấy. Không kiểm tra oxy.